Các bạn đang thắc mắc là tại sao vào tu tới nơi rồi nhưng mà vẫn là một cái nền đen à, tại vì này cái nền đen bởi vì cái bữa nay á là mình sẽ làm cái tút về chỉnh sửa hình ảnh làm sao để tạo ra được cái ray sáng, và cái tập này sẽ là phần thứ ba, cái cách thứ ba mà mình hướng dẫn ray sáng. Các bạn có thể coi hai cái gợi ý mà mình xuất hiện trên màn hình đây, thì bạn sẽ vào coi thử những cái cách trước của mình làm cách nào. Thế cái thứ ba này á thì nó sẽ tốt hơn và nó sẽ chủ động hơn trong cái việc là tạo ánh sáng nhìn nó thật tí xíu. Và cái lý do thứ hai nữa là tại sao mình để làm cái nền đen là bởi vì á, các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy cái logo Sprite ở ngay phía dưới góc dưới bên phải màn hình. Các bạn đưa chuột vô thì nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ nhỏ, nó hiện ra là có cái nút Subscribe màu đỏ đỏ hoặc là nút theo dõi, thì các bạn click vô đấy, các bạn sẽ theo dõi cái tút của mình để mà ủng hộ tí xíu. Thứ nhất là hồi nãy giờ đếm hơi bị nhiều, nói chung là các bạn sẽ theo dõi được 100 gì đấy, hình như là mình được cái quả gì của YouTube ấy mà. Nói chung là vậy. Ok, thì bây giờ đang lên đây đúng không? Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn coi thử cái tác phẩm ngày hôm nay và các bạn sẽ ok xem nào. 1 2 3 úp. À rồi, giờ tắt đi. À, thì ngay bây giờ các bạn comment phía dưới coi thử coi là theo các bạn đánh giá cái hình hồi nãy á, cái hiệu ứng như vậy nó thật được khoảng bao nhiêu phần trăm. Comment ngay phía dưới YouTube ha. Rồi ok. Rồi. Dài quá. Vô nè. À, bật lên. À, đây là cái hình hồi nãy mình mới show. À, thì đây là cái hình gốc nè. Đây là hình gốc. Và đây là cái hiệu ứng mình sẽ tạo ra. Các bạn có thể thấy là nó tương đối nó thật hơn so với lại hai cách cũ. Hai cách cũ thì mình chỉ có tạo cái vùng và đổ cái màu trắng vô, sau đó giảm đi thì nó sẽ ra. Nhưng mà với những cái mình muốn nó hiệu ứng, nó có cái ray sáng là đúng chính xác một vài chỗ như thế này. Ví dụ như là cái phần mà có cái thanh chắn á, hoặc là phần người á, thì nó sẽ chắn đi và cuối cùng nó tạo ra những cái vệt có viền đen, có viền tối, những nơi mà có cái viền sáng ra các bạn nhìn nó rất là thật. Ví dụ như là nhìn phía dưới này cũng vậy đó, các bạn có thể thấy là nó khá là tốt. Thì làm sao để tạo được cái này? Ok, thì đây mình sẽ tạm thời mình xóa hết những cái trên đi. Đây mình có hình gốc, các bạn có thể tải cái hình gốc bằng cái link ngay phía dưới ha, phía dưới phần description các bạn sẽ thấy phần mô tả đó của video này trong channel hpphotoshop.com, thì các bạn sẽ thấy cái link để tải và các bạn có thể thực hành ha. Thì đây là cái hình mà mình sẽ tạo. Cái ý tưởng để mà mình tạo ra được cái như vậy á là chúng ta sử dụng một cái filter, và cái filter này nó có tên là blur và radial blur. Cái radial blur này thì nó có chức năng gì? Ở đây này, mặc định nó như thế này ha. À, mặc định á. Đại khái là nó sẽ đưa cái hình của chúng ta nó theo một cái hướng cho nó blur theo một cái hướng nhất định. Ví dụ như là spin là xoay tròn, hoặc đây là zoom. Zoom thì chúng ta đang sử dụng cái zoom này thì bởi vì cái tia sáng là tia sáng thẳng mà. Đó, ok ha. Nói chung là chúng ta dựa vào cái đấy. Tuy nhiên là chúng ta zoom là zoom cái gì mới được. Ví dụ như ở đây cái hình thì việc chúng ta là phải tách ra được cái ánh sáng này ra để khi chúng ta làm á, ví dụ như là chúng ta mặc định không làm gì ha. Thì khi mà đây mình sẽ radial blur đi. Đó, ví dụ như là ngay chính giữa này đi, mình sẽ cân chỉnh cái dở của cái thằng radial blur này, là nó không có cho mình review. Cho nên là chúng ta phải xác định coi là cái nguồn sáng của chúng ta nó nằm ở khoảng nào, thì ví dụ như là gần giữa chẳng hạn thế, ví dụ như là mình muốn nó hơi phía trên này tí xíu chẳng hạn vậy. Click ok thì các bạn sẽ thấy là cái hình của chúng ta nó bị radial blur đó, nó bị sáng lên vậy đó. Thì các bạn có thể thấy là những cái đường này nó tương đối hay, và đây là cái nguồn này, cái nguồn cái giữa hồi nãy đó mình sẽ cần cho Z lại đó. Thì cái ý tưởng là như vậy, tuy nhiên chúng ta không để nguyên cái hình. À, để nguyên cái hình nó fail như hồi nãy đó, nó hỏng luôn á. Thì ở đây chúng ta chỉ tách ra cái vùng sáng này thôi. Rồi tách ra bằng cách nào? Có nhiều cái tách, nhưng mà cái cách nhanh nhất á là chúng ta sẽ vào select, chúng ta chọn color range tức là chọn vùng theo màu. Tại vì cái vùng màu mà nó vùng sáng ấy, thì đa phần nó là cùng một màu hết cho nên nó dễ hơn. Như như là đây là cái màu trắng đi, thì mình sẽ click vào cái phần màu trắng này thì nó sẽ hiện ra thế này. Ví dụ như mặc định như vậy là không đúng ha. Click vào màu trắng, cái phần nào là màu trắng là cái phần chúng ta đang chọn. Thì ở đây mình sẽ căn chỉnh lại tí, ví dụ cái phần màu trắng là phần chúng ta chọn, chúng ta giới hạn lại một chút xíu, nó vừa vào hết cái cửa thôi. Range thì mình cho 100, ok ha. Vậy thôi.
Rồi, click OK. Các bạn sẽ thấy là nó chọn vào cái vùng màu trắng. Thì đây chúng ta sẽ lấy cái vùng trắng này riêng ra bằng cách bấm bấm chuột phải, chọn Duplicate Layer, click OK. OK. Vậy thì chúng ta sẽ phải bấm Ctrl J. Hình như là nó có New Layer via. OK, mệt quá, bấm Ctrl J xong là nó sẽ hiện ra. Ở đây các bạn có thể thấy bấm Ctrl J ha, chọn vùng xong bấm Ctrl J. Ví dụ như đây mình sẽ tô cái màu đen lên thì các bạn sẽ thấy đó, đây là cái vùng mà chúng ta của cái layer này nè, đó đây là cái layer này ha, là những cái vùng trắng. Rồi thì mình sẽ xóa này đi, các bạn sẽ thấy là cái này nó không hiện ra gì hết đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào filter, nhưng mà tốt nhất á, là bấm Ctrl J thêm lần nữa và chúng ta tắt cái tạm thời tắt này đi. Cái này tức là cái hình gọi là cái để lưu trữ này thôi, lỡ như mà cái này mình có chọn sai thì mình cũng còn một cái nữa để chúng ta làm tiếp để đỡ mất công phải chọn vùng lại mệt lắm. Rồi mình đang chọn lại cái thằng này ha, click vào đây chọn ha, để nó ra cái viền này là đang chọn đó. Chúng ta sẽ vào là filter blur và chọn là radial blur. Rồi ở đây chúng ta sẽ căn chỉnh như là cái amount mình lên cỡ khoảng cỡ 90 chẳng hạn thế. Cái quality thì mình sẽ để là best ha, để cái đường thẳng ta nó OK. Và chọn cái vị trí ta ước lượng cái vị trí là cái nguồn sáng ta nó muốn ở đâu. Ví dụ như là đây nó hơi ở giữa nhưng mà nó chích qua bên bên phải tí xíu thì mình cũng đưa vậy, nhưng mà mình sẽ đưa nó lên cao tí xíu để giả ví dụ như là mặt trời nó nằm ở cái vùng phía trên trên này chẳng hạn thế. Rồi click OK thì chờ tí xíu để máy tính nó chạy và nó sẽ tự động nó làm nó ra như vậy. Thì đây nó sẽ ra này. Tuy nhiên là có thể là mình làm nó hơi cao rồi. Bấm Ctrl J hoặc là Ctrl Alt sorry, Ctrl Z hoặc là Ctrl Alt Z để đảo ngược cái bước làm lại. Ở đây mình cho nó thấp xuống một tí, ở đây nó vẫn còn lưu nè. Cho thấp xuống một tí, click OK. Rồi chờ tí xíu nó chạy. Rồi OK. Đây có thể là mình sẽ bấm vào filter, chọn tiếp tục radial blur để nó chồng lên, tức là nó cứ những cái đã có rồi nó cứ sáng thêm ra sáng thêm ra. Dù mình làm thêm bước nữa là Ctrl F ha, thì nó cũng là vào filter rồi chọn cái radial blur này thôi. Đó, Ctrl F này các bạn sẽ thấy là nó tỏa ra như vậy. Đó, vậy là tương đối rồi. Có thể là bấm Ctrl J thêm lần nữa để nó nhân đôi lên thì nó sẽ sáng hơn. Đây mình sẽ giảm opacity cái thằng thứ hai lại tí xíu. Rồi. Rồi ở đây nó chưa có thật lắm tại vì có một số cái vùng sáng nó đè qua cái phần tối này. Cho nên là mình sẽ sử dụng cái brush màu đen với cái hardness bằng 0%. Mình sẽ tạo cái layer mask cho thằng này. Mình sẽ bôi màu đen lên, brush màu đen ha, chọn cái màu đen này, click đôi và chọn màu đen. Vậy thôi. Rồi bôi vào cái phần ta tạm đi, các bạn sẽ thấy nó có bôi rồi. Đó, bật tiếp thằng này lên, cũng tạo layer mask cho nó này, xong cái sử dụng brush màu đen cũng bôi vào. Tuy nhiên là đây là mình chỉ bôi ở những cái phần phía trên này thôi ha, bôi chỗ mặt của bà mẹ này, đó, và phía sau lưng này thôi. Còn cái phần phía trước này là cái ánh sáng ở ngay phía giữa này nó hắt vô, tự nhiên trên đầu nhóc này nó cũng xóa đi tí. Rồi tạm thời đó là các bạn sẽ thấy là nó có cái nguồn sáng nó khá là thật rồi ha. Ví dụ như là muốn nhân thêm thì mình cứ cần chôn chay lên thì nó sẽ sáng hơn thôi, đó sáng hơn tí, hoặc là cần chôn ép một cái là nó sẽ tỏa thêm ra. Tuy nhiên là mình nghĩ là làm mà một hai cái thôi được rồi. OK. À, thì các bạn sẽ thấy là cái ánh sáng nó len lỏi qua những cái góc, nhìn nó rất là thật ha. OK, đây là cái cách thứ nhất. Mình tạm thời lưu lại no đi, không có lưu. Đây là cái cách thứ hai, và tại vì cái hồi nãy á, là cái chụp cửa sổ và nó tương đối ở giữa thì mình làm như vậy nó tương đối tốt. Còn ở đây á, thì mình sẽ chỉ cho ánh sáng nó theo một hướng thôi, như hồi nãy là nó tỏa ra, nó có một điểm để nó tỏa ra. Nhưng mà ở đây mình cho nó một hướng thôi. Thì cách làm như sau, thì cũng tương tự như vậy, mình sẽ vào Select, chọn Color Range, chọn chỗ vùng sáng ha, và căn chỉnh lại tí xíu để cho nó vào đúng cái chỗ mà mình muốn thôi. Bớt đi tí xíu, đây có vài cô dâu này. Click OK.
Đó, có thể là sử dụng cái lazio tool và đè phím alternate, và chúng ta sẽ bỏ bớt cái vùng tròn ở cái vùng vần cô dâu đi, như là cái phần phía trên này nó cũng không có phải là nguồn sáng, ta cứ xóa bớt đi. Đó rồi, ok, thì mình sẽ bấm Ctrl J thì nó sẽ lấy ra được cái ánh sáng đây nè, đó là cái sáng đó. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ vào, thay vì hồi nãy là radial blur thì bây giờ chúng ta sẽ chạy theo một hướng thôi, thì đó là motion blur. Motion blur thì đây là chúng ta sẽ chọn cái góc chiếu sáng, ở đây mình sẽ để cái góc nó tương đối vừa phải thôi. Đó, và cái distance là cái độ rộng. Đó, chúng ta sẽ kéo rộng ra tí xíu và quá rồi, vừa phải thôi ha, tại vì ok, ở đây mình khoảng cỡ 500 là ok rồi. Thì bạn sẽ thấy là nó đang tỏa theo hai hướng, rồi chúng ta sử dụng Move Tool và chúng ta click kéo nó theo cái hướng mà chúng ta thích thôi. Đó, tương đối thì nó sẽ có cái ánh sáng nó len lỏi qua như vậy. Sử dụng theo cái kia cũng được, ví dụ như là mình sẽ delete đi ha, và sử dụng Select Color Range cũng thằng này, click OK, chúng ta cũng giật cần chôn chay lên, vào Select vào Filter Blur, Radial Blur, đưa hết lên cái góc chẳng hạn thế, đưa ra ngoài tí xíu thôi, rồi click OK, thì nó cũng ra được một cái nó gần gần giống, nhưng mà nó tốt hơn một chút xíu thôi. Đó, ta cũng cầm di chuyển kéo đi tí xíu. Rồi, đó thì đó là cái cách chúng ta tạo cái ray sáng thủ công và không cần bất kỳ một cái plugin nào hết. Và chúc các bạn thao tác tốt được với cái này. Còn một cái nữa là khi mà chúng ta đã làm xong rồi á, ví dụ như là chúng ta muốn cho nó ém có tí màu á, chúng ta sẽ vào filter ha, sorry, vào adjustment layer và chọn solid color cũng được. Chúng ta sử dụng một cái màu nào đấy, ví dụ như là màu vàng vàng hơi ém cam tí xíu, và chúng ta sẽ click chuột phải với nó và chọn là create clipping mask, nó sẽ áp xuống phía dưới này. Sau đó chúng ta giảm cái opacity đi tí xíu thôi, để nó áp dụng lên một tí thôi, ví dụ như là khoảng 10% thôi, 5 tới 10% là chúng ta đã tạo được cái màu cho nó rồi ha, ví dụ màu xanh này. Đó, thì nó sẽ ánh sáng nó sẽ mát mát hơn tí, xanh lá cây đó, có tí rồi đó. Đó thì nó cái cách là chúng ta làm ém vàng ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tút này, nhớ like, subscribe và share cái tutorial này nếu các bạn thích ha, và hẹn gặp các bạn hẹn gặp các bạn vào cái tút lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.